Thưa quý vị, hàng năm thì cứ đến dịp Tết Trung Thu thì có một nhóm bạn trẻ tại shop Baloracer ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổ chức một hành trình mang tên là Hành trình tử tế. Và trong hành trình này sẽ có những điều tử tế đến từ trái tim, lời nói, thái độ sống và cả hành động. Hành trình tử tế mình là bắt đầu từ năm Trung Thu 2015. Những cái ngày đầu á, thì cái khó khăn là mình không có tìm được nhiều mạnh thường quân, nhiều quà cho mấy bé. Là mình thì rất là muốn xin được nhiều quà, nhưng mà lại chưa có được nhiều người biết đến, cho nên là chưa có được nhiều. Thì mình cứ phải lan tỏa, tức là mình cứ phải nhờ bạn bè, người này nói với người kia, rồi mình sẽ lên những cái bài viết để mà nhiều người biết đến nữa. Cái cách hoạt động là tụi em đến gần cái mùa Trung Thu á, thì mình sẽ đi tìm cái điểm, và tụi em muốn tìm những cái điểm ở đồng bằng sông Cửu Long. Và những cái nơi đó thì nó gọi là còn hơi heo hút. Những cái trẻ em ở đó sẽ ít có được những cái mùa Trung Thu như là trẻ em ở thành thị. Thì tụi em sẽ đi tiền trạm trước để tìm những cái điểm đó. Thường thì tụi em không có nhận tiền mặt. Tụi em sẽ nhận nhiều là tập viết, dụng cụ học tập, đồ chú viết chì, những cái đồ mà để cho các bé chuẩn bị năm học mới. Tụi em sẽ nhận gấu bông, nhận đồ chơi mà đã qua sử dụng, rồi tụi em về làm mới lại. Năm nay là năm đầu tiên em tham gia hành trình tử tế. Em biết đến hành trình thông qua Facebook, và có một người bạn của em cũng có tham gia trước á, nên là em tìm cách để liên hệ bạn và đăng ký tham gia. Được đi trao quà cho các em và được nhìn thấy nụ cười của tụi nhỏ thì đó là động lực để em tham gia chương trình này. Em cũng đồng hành được chương trình là 4 năm rồi. Em sẽ góp công của mình vào đi treo banner, rồi dựng những cái standee tại các điểm cầu của chương trình. Ngoài ra thì còn hỗ trợ chương trình chuẩn bị các phần quà cho các em. Hành trình tử tế làm thì tôi có vận động và quyên góp tập sách, nước mắm, nước tương và một số bánh cho các bé vào dịp Trung Thu. Từ 2019 tới giờ thì cứ mỗi lần thấy chương trình đăng thông tin tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ. Có những năm thì hỗ trợ mì, có những năm hỗ trợ sữa. Từ những cái phần quà đó, không phải là quá lớn nhưng ít nhiều cũng giúp các em ấy cảm thấy an ủi hơn, nhất là những em mà thiếu thốn về vật chất. Tụi em sẽ ngừng nhận quà vào ngày 5 tháng 9 năm nay. Còn cái ngày mà tụi em đi là ngày 10 tháng 9 ở Trà Vinh, ở Ủy ban Nhân dân xã Nhị Trường, Trà Vinh. Đối với tụi em thì cái nụ cười của mấy bé đó là cái trả công xứng đáng nhất cho tụi em và cho các mạnh thường quân ở đây khi mà xem lại những hình ảnh đó. Và tụi em tin là yêu thương mà mình cho đi thì yêu thương sẽ được trả lại và còn mãi.